Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cập nhật cái mấy cái bầy cá con Lutobac Ribbon mình đang dạy cho các bạn xem ha. Thì cuối tuần mình rảnh mình đi mua trùng nữa các bạn. Như đây 30 ngàn nè, chia làm hai cây á, cá mình ít ăn nữa, hơn cả tuần cũng hết nữa. Để vậy thôi, nó chỉ cần để vậy sống nhăn răng, không cần gì mình phức tạp hết nha các bạn. Mình nuôi cá thì mình làm đơn giản thôi, mình không có cầu kỳ, không có thời gian á. Đây hai cặp những con sống nhăn răng ha, ơn trời nha các bạn. Thì cuối tuần mình hay đi mua trùng với lại bo bo này các bạn. Bo bo hôm nay đỏ tươi luôn nè. Đó, cái cá con nè, cái cỡ này nè, mấy bạn cho ăn bo bo. Mình có làm cái clip rồi so sánh bo bo với lại con Atomy á, con nào tốt hơn. Cả hai con nó đều tốt, nhưng mà có con bo bo cái độ dinh dưỡng, cái chất dinh dưỡng trong cái con bo bo nó cho con cá nó nhiều hơn nha các bạn. Cái cỡ này, cái cỡ cá này nè, ăn bo bo là lớn nhanh cực kỳ luôn. Tại vì mình ngại một điều á, bo bo á thật ra nó tốt lắm, nhưng mà nó ở dưới mấy cống rãnh mương này nọ đó các bạn. Nhiều khi có hôm thì nó bệnh, mình đâu biết được đâu. Về mình phải xử lý kỹ lắm mình mới cho cá ăn, mà cũng không có biết trước được. Nhiều khi cái mầm bệnh nó nặng quá thì mấy bạn cho cá bạn ăn là dễ đi nguyên bầy lắm nha. Thì cuối tuần hôm nay mình đổi món cho tụi nó, cho nó ăn cho nó thích thôi. Ăn Atomy thì nó cũng chán các bạn. Món nào ngon các bạn ăn hoài các bạn cũng ngán à. Thì lâu lâu đổi cử, đổi món cho tụi nó. Hôm nay cho ăn bo bo nè, liều cho ăn bo bo luôn. Tại vì mình đang gầy cá đó các bạn. Đang mới chấm chớm có vài bầy à. Lỡ mà xui xui ăn bo bo bệnh cái chết hết cả đám. Chết hết cả mấy bầy cá này luôn, mấy bạn cười cho thúi đầu. Tại đang gầy cá mà. Hôm nay đánh liều cho ăn luôn các bạn. Tại thương tụi nó sợ không có chất nên cho ăn bo bo luôn chứ sao giờ. Con bo bo á, nó ăn á, lát mấy bạn thấy nó khác biệt liền. Để mình cho ăn một chập đi. Lát mình quay lại cho các bạn xem. Con cá mình giờ không có nhiều. Thì cũng còn ba khay này, ba khay Lutobac với lại Full Red với lại HBLU vẫn còn. HBLU thì bán chậm hơn cái Lutobac Big Tail này các bạn. Lên hồi xưa lên bao nhiêu cũng hết á. Giờ mình còn mấy khay này thôi, mình cũng dưỡng cho nó lớn rồi mình xả hết luôn. Mình tập trung nuôi Lutobac Ribbon C dày thôi ha. Đây, cho cá của mẹ ăn nè. Bo bo thì tụi nó khoái khỏi nói luôn á. À, mấy cái clip mình đang ít cá mình quay nên nó hơi chán nha các bạn nha. À, cho tụi này ăn cho nó mau lớn, bán cho các bạn chơi. Nước tảo chuột ngầu luôn mà nó rất là tốt nha. Đi mau lớn, người ta cho tụi bay đi hết luôn. Hết rồi, cá mình đâu còn gì đâu. Mấy khay này trống hết trơn, không có, chưa rửa hồ nè. Với hầy à. Ở đây còn một khay Full Red nữa thôi nè các bạn. Cái này cũng BDS đó. Cho nó lớn rồi cho nó đi hết luôn nha. Xả dòng luôn, nuôi đơn giản nhưng mà nó khỏe re nha các bạn. Nè, HBLU được cũng còn được cái khay này thôi chứ đâu có còn gì nữa đâu. Bữa bán cũng bớt hết đợt rồi các bạn, mà giờ nuôi chung nó đẻ nữa là tè le hết rồi. HBLU đẹp lắm mà mình thấy mấy bạn ít chơi ha.
cuối tuần chả có gì làm nè, hồ mình nói là trống hết rồi, không có còn cá nữa. Cua queo mình chưa có thời gian mình rửa nữa các bạn, chưa có thời gian rửa cái gì rửa hồ nữa. Rồi quay lại mấy cái hồ cá con nãy cho ăn rồi, cho các bạn xem rồi. Nó ú lên liền nhanh lắm, thấy không? Chịu khó mà. Tại cái chỗ bán bo bo nhà mình á, nó xa lắm, đi mua sáng cái là trễ giờ đi làm luôn, nên cuối tuần á thời gian thông thả hơn nên mình mới cho mình đi mua thôi. Cá mà nó ăn bo bo vô, lát mấy bạn thấy cái người nó ú nu à. Đó, nó đang ăn á. Ăn bo bo này cực kỳ lớn nhanh luôn, mà mình đang gầy cá nha các bạn, mình sợ lắm. Sợ có hôm nào xui xui dính bo bo bệnh là chết hết cá luôn, phải gầy lại từ đầu mất công ha. Đó, hiện tại thì có bầy này với lại cái bầy này với bầy này, ba bầy à. Gán nuôi cho nó lớn. Cá mình hồi xưa á mình nuôi mau lớn lắm, tại mình cho ăn đều lắm các bạn. Còn giờ thì đi làm ngày mình chỉ cho nó ăn có hai cử à, sáng với cử chiều à. Mà ăn cũng không đủ chất luôn. Ăn ít ít. Hồi xưa mình cho ăn luôn phiên, ăn tùm lum hết á. Đổi món đó, nó kích thích, nó ăn nhanh lắm. Ăn nhanh lớn ha. Đó thì hôm nay tôi cũng cập nhật lại cho các bạn xem bầy cá đang gầy như thế nào thôi. Ơn trời nó vẫn chưa chết con nào. Đó thì mình có làm thêm mấy cái hồ này để chi, để muốn mình tách cái bầy này ra nè, làm hai để tránh cho nó bị chết một lúc nha các bạn. Vậy thôi à. Còn cái này chờ cá bố mẹ nó lớn lên, nó đẻ thì bỏ vô mấy cái hồ nhỏ tiếp, gầy mà. Ok, kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video cập nhật tiếp theo. Cho cá ăn hết luôn. Đó, lên ăn thấy không. Rồi ok, bye bye mọi người nha. Bye bye.